Thì bây giờ thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã viết được tất cả những cái test case theo từng cái nhóm một đúng không mọi người? Thì như vậy là cái đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải có. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dựa vào cái thông tin của nhóm một nhé. Đấy, thì ở đây tức là bây giờ có đầy đủ thông tin này rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta sẽ thực hiện test cũng như là báo bug lỗi trong trường hợp mà nếu một cái test case nó phát sinh vấn đề, đồng ý không? Và sau khi người tạo bug thì các bạn có thể link đến test case nếu các bạn muốn, đồng ý chưa? Thì đây là cái phần để nhớ nhắc lại nhé, thì cái phần này chính là phần để chúng ta tạo lên test case, đồng ý không mọi người? Đấy, thì trong ấy đây là phần tạo, còn cái phần mà các bạn thực hiện test này thì các bạn vào cái phần test này này. Đấy, thì trước khi test thì các bạn nhìn thấy là gì, là các bạn sẽ vào cái phần test này. Đấy, sau đó thì kích vào đây từng cái mục thì để thực hiện, tức là chạy cái phần là thực hiện test theo từng cái test case mà chúng ta viết đấy. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ, tôi sẽ thử nhé. Bây giờ tôi sẽ thực hiện test cho cái việc là kiểm tra tính bất phục của các trường trên giao diện đúng không mọi người? Đấy, thì khi mà bật đấy thì cái chương trình nó sẽ ở cái giao diện dạng nha, đồng ý không? Thì nó hỗ trợ, nó cuộn vào nhầy để cho các em tiện cái việc là thao tác, đồng ý không? Thì trước khi bắt đầu này thì mọi người không biết là các bạn đã cài cái công cụ Slagit chưa? Thì đây này, nếu trường hợp mà bạn nào chưa cài thì vào nhé, nhìn này, vào địa chỉ máy server. Hình như mọi người copy rồi đấy, vào program này. Đây, cái Slagit 10. Thực ra có bản mới hết rồi nhưng mà tôi vẫn đang dùng cái bản này. Vì cái nhu cầu nó không cần quá, có khi cả cái crack ấy thì mọi người có thể copy cho tôi cả. Nếu ai chưa cài thì cài lên. Và em nhìn này, sau khi mà các bạn thực hiện cái việc cài đặt ok nhá, nhìn anh em nhá, đây này, đấy, thì nó có cái công cụ này, nhìn nhá, tôi mở ra, ok, theo tạm thời đóng đi á, đây nhá, đấy, mở ra nhẹ là được, để tí chúng ta có thể chụp, đúng không? Thì các bạn chỉ cần chụp thì các bạn có thể nhấn cái phím free là ok. Mời lên cài cho tôi cái đi, để trước khi tôi bắt đầu tôi hướng dẫn mọi người. Chút thì với cái công cụ đấy nó rất là hay này, giả sử các bạn nhìn lên khi tôi chụp nhé, tôi bật lên rồi tôi chụp này, đấy thì chụp này thì nó khác với, tức là các bạn nhìn thấy là gì, khi chụp này sao các bạn có thể, chính là tí nữa hướng dẫn cả mọi người, tức là chuyển cho mọi người cái phân công người biết tay ông sử dụng ấy, đồng ý không? Thì các bạn nhìn thấy là gì, là sau khi đưa nhảy các bạn có thể chỉnh này, đấy, các bạn có thể copy từng phần hoặc các bạn có thể dùng những cái thông tin để các bạn có thể chỉnh sửa đấy. Nè, nó rất nhiều cái đâu nhỉ, đúng không? Đây như em nhìn thấy, em có thể tô màu này, em có thể vẽ này, em muốn, nhìn chưa? Đấy, có rất nhiều thứ, hoặc là em có thể thực hiện cái việc là chèn text nè, tức là nó sẽ cho phép em làm bất kỳ cái gì mà em muốn, đúng không? Em có thể căn chỉnh này. Đấy. Và em có thể mình chọn vào để mình mô tả thôi mà, thì đúng không? Đấy, như là thì em nhìn thấy là nó có hỗ trợ rất nhiều thứ. Nó trước khi mà em chụp ảnh ấy, em có thể mô tả vào trong cái ảnh này luôn. Nếu trường hợp mà em muốn là khi mà sau này chuyển cái bug lỗi đấy thì mình cần mô tả thêm cho người lập trình người ta hiểu đấy, đồng ý không? Đấy, thì em cắt, em căn chỉnh làm sao cho hợp lý thì cái công cụ này nó sẽ hỗ trợ em làm được đấy. Thậm chí là quay cả video được cơ, đồng ý không? Đấy, thì nên cài lên để sử dụng. Thì tôi cứ giới thiệu sơ lược thế để người bắt đầu tìm hiểu. Thứ em nói là cái tool nên là các bạn, với các bạn thì nó không khó, đến thời điểm này nó không khó, mình cứ mày mò tí, quan trọng là dành thời gian thì mình sẽ biết, theo cái gì không rõ thì hỏi, đồng ý không? Vậy thì sau khi được rồi nhé, em nhìn nhé, sau được rồi thì mình xếp lại thôi, thì xếp bình thường đúng không, hãy xếp dạng ảnh bình thường, nhớ như vậy. Mời các cài đi. Sau khi được rồi đúng không em? Đấy, sau khi được rồi thì chúng ta kích vào đây này, kích vào mở ra, vào cái tab test này, đấy, kích vào mục,
và một cái trái cây chúng ta chọn run này. Đó, thì khi đó thì giao diện nó nha. Thì bây giờ tôi đang thực hiện cái việc là kiểm tra cái trái cây này, kiểm tra tính hợp lệ của cái trường thông tin trên giao diện thêm mới đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn thấy là tôi vào đây đúng không? Thì khi khởi động thế thì nó sẽ có các cái bước. Thì đây rõ ràng cái bước này ok đúng không? Tắt đúng không? Vào được cái chức năng. Ok, tôi nhìn nhé, tôi vào đây. Tôi mở. Đấy, thì đến cái bước này thì tôi tắt. Thì sau này nếu trường hợp fail ở đâu, các bạn sẽ báo là fail đúng không? Sau đó chúng ta có thể tạo ra một cái bước dựa trên cái test cây đấy. Đồng ý không? Sau đó thì chúng ta sẽ nhập thông tin. Đấy, thì ở đây tức là ý ở đây tức là cái cây của bạn ấy là bạn ấy nhập đầy đủ thông tin đúng không? Nhưng ở đây tôi còn cố tình là tôi nhập sai một tí để tôi đưa ra exception mà. Còn nếu không có thôi đúng không mọi người? Nhưng đây tôi đang cố tình tôi làm sai để tôi có một cái test cây. Đấy, sau đó thì tôi kích vào cái tôi nhập ok đúng không? Sau đó tôi kích vào đây. Đấy, thì khi đó thì có thể nó báo fail nha, đồng ý không? Khi fail như thế thì các bạn sẽ dùng cái Sagit các bạn chụp thôi đúng không? Chụp cái hình và nhìn được không? Đồng ý không? Đấy, thì mình có thể dùng cái như vừa rồi tôi hướng dẫn đấy, các bạn nên dùng cái này để các bạn mô tả này, đồng ý không? Thì nên làm sao mà chọn tùy từng cái, nên các bạn có thể chọn cái nào nó nhìn nó dễ nhìn, đồng ý không? Ví dụ như ở đây tôi sẽ sửa một cái nhé. Ở đây tôi sẽ chọn, tôi sẽ dùng cái gì, ví dụ như cái này chẳng hạn, đúng không? Tôi sẽ mô tả là như bị lỗi khi khi sao cái này không biết tiếng Việt, bị lỗi đấy đúng không? Sau đó các bạn xếp lại, giả sử như đây tôi xếp là tôi ghi lỗi khi để trắng. Đồng ý không? Thì như vậy chúng ta có được một cái ảnh lỗi rồi đúng không? Thì đến đây bước này thì mình báo là fail đúng không? Thì fail rồi tức là các bạn có thể close luôn nghe. Thì lúc đấy thì nó sẽ thống kê là xem bao nhiêu test cây, sau chúng ta thống kê là bao nhiêu test cây ok đấy, đồng ý không? Nhưng mà trường hợp này thì tôi muốn là thì báo bug lỗi luôn đúng không mọi người? Thì các bạn kích vào đây, create bug, đúng chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ ghi ở đây là gì, cái thông tin chúng ta ghi là gì, lỗi chức năng thêm mới thông tin học viên khi bỏ trắng thông tin bỏ trắng thông tin bỏ trắng trường ngày sinh. Đấy, đồng ý không em? Thì cái assign to này đến lúc tí các bạn nhìn thấy là gì, tí các bạn sẽ chuyển cho tôi nhé, đồng ý không? Các bạn sẽ chuyển cho tôi cái, tức là tí tôi sẽ tạo ra cái thông tin và tôi sẽ có cái thông tin là các bạn sẽ chuyển cho đăng BQ, đồng ý không mọi người? Nhưng đây tôi đang cố tình gán cho admin trạng thái chắc là gì, tạo mới đúng không mọi người? Sau này khi mà các bạn giả sử như các bạn sau khi bạn gán cho tôi nhé, tôi lại thì resolve lại đúng không, thì các bạn nhìn thấy là gì, à cái lỗi này đã được ông đăng sửa rồi, đồng ý không? Sau đó thì các em lại thì lại kiểm tra, nếu mà không, nếu mà chưa được ấy thì các bạn đi mở lại đúng không mọi người? Và nếu ok rồi thì các bạn sẽ đóng, nhưng hiện tại thì khi mà mới tạo này thì chắc chắn nó chỉ có trạng thái là gì, new thôi, đồng ý không? Sau đó thì các bạn có thể đưa những cái lý do đúng không, và cái mức độ đúng không, mức độ ưu tiên cao hay là trung bình hay là vừa, đồng ý không? Đấy, thì em nhìn thấy là khi mà tạo ra thì nhìn này, nó sẽ có ngay được, người ta biết ngay là à cái lỗi này ở cái tiết cây nào, đồng ý không? Đấy, và các bạn có thể add thêm cái file nhớ nhé, khi thực hiện test sau này
buổi tới mà tôi kiểm tra mọi người là tôi cứ xem dựa trên các bạn sâu những cái lỗi này và tôi xem ảnh, tức là các bạn có thể đưa ra báo lỗi mà không có cái ảnh coi như là fail, nhưng có ảnh bằng chứng mà. Cái này tôi bày mọi người trước đấy rồi đúng không, vì có lúc mà khi mà lập trình viên người ta nhìn thấy phát hiện sai người ta sửa đi mà các bạn không có ảnh nhất thì coi như là các bạn làm sai với họ làm sai, đồng ý không? Đấy. Thì ở đây là lỗi đồng ý chưa? Đấy. Ok không? Sau đó khi ok rồi thì các bạn nhìn thấy là gì? À, đây này, nhìn thấy chưa? Nó sẽ vào luôn đây này, em nhìn chưa? Đồng ý không? Nó có luôn đây rồi. Thậm chí là nếu trường hợp như cái của Liên vừa Liên bảo ấy, em có thể thêm một cái test cây đây vào. Nhưng mà thường nếu mà tạo ngay từ đây nó sẽ liên kết ngay với thằng test cây vừa rồi rồi, đúng không? Tại vì tức là nó đang phát hiện là gì? Cái test cây này là cái nguồn dẫn đến gì? Khi chúng ta thực hiện thì nó phát sinh lỗi. Đồng ý không? Vậy như vậy thì các bạn nhấn save close này. Đấy, và các bạn thì save close. Đồng ý chưa? Như vậy là cái thông tin này em nhìn thấy này. À, có một cái sao tôi vừa thực hiện một cái mà. Đây nha em nhìn nhá. Sau khi mà test rồi nó ở đâu? Các bạn vào đây này. Không, vào cái Verybug này. Đấy, thì nhìn đây này. Đúng không mọi người? Thì các bạn có thể mở ra, tức là soi lập trình viên tất cả những cái lỗi mà gán cho tôi đã nhìn thấy hết. Các bạn nhìn thấy không? Thế thì đến đây nó fail đúng không? Fail đây thì người ta có thể xem đây. Đúng không? Và người ta có thể mô tả lại cho các em bằng cách là gì? Người ta có thể vào cái phần cái thông tin về cái này chính là cái mô tả thôi. Đấy, cái thông tin mà em đang test để nó phát hiện ra lỗi thì nó liệt kê hết đây. Đồng ý không? Mọi nhìn thấy không? Đây, test cây tương ứng này. Đồng ý chưa? Thì đấy là cái mà nhìn thấy là khi mà thực hiện nhé, thì chúng ta có thể thực hiện như này. Sau khi được rồi em nhìn thấy này, nhìn thấy chưa? Nó có trạng thái. Sau khi tôi sửa xong rồi đúng không? Đúng em? Đúng không? Cái đăng này, tức là bây giờ cái thằng 2013 này nó khác một chút, đúng không? Thì cái đăng này chính là cái trạng thái là hoàn thành, đúng không? Close rồi. Đấy, còn sau khi sửa thì có nhìn chưa? Có nhìn thấy không? Đấy, hoặc là có những cái mà tức là chúng ta không chúng ta di chuyển, chúng ta remove thì nó sẽ là cái này. Thế với thằng này, bạn nào nếu mà vào 2010 thì nó vẫn ăn, nhưng mà vì là cái này nó đang chúng ta thử nhé. Thế tôi mở cho mọi người xem. Nhưng mà vì đang nâng cấp lên rồi nên nó có cái cũng không vấn đề gì cả, nó là trạng thái thôi mà em. Đồng ý không? Trạng thái thì do mình quy định thống nhất với nhau thôi. Nhìn nhá. Đấy, thằng này nó cũng thay đổi rồi vì là cái của chúng ta là đang cái tương version 2013. Đồng ý không? Thì như vậy là tức là sau khi mà các bạn gán như thì cái người lập trình người ta nhìn thấy và rõ ràng là gì, từ đấy là gì, cái người lập trình viên với cái kiểm thử viên là gì, cứ giao tiếp trên cái công cụ thôi đến khi nào mà cái test cây nó ok, không còn lỗi. Đồng ý không mọi người? Mọi hiểu ai không nhỉ? Em thấy của em vẫn nó bị. Trong trường các bạn muốn mô tả thêm các bạn biết ở đây sao em? Nó bảo là em phải reboot cái reboot này cái máy này. Ừ. Thì mọi người thử đi xem có vấn đề gì không, đồng ý không? Nhắc lại nhé, là sau khi các bạn thực hiện test này, thì các bạn tức là có thể nhìn vào tất cả những cái test chúng ta báo mức lỗi đúng không? Mọi người cũng như là sai là trình viên người ta sửa, người ta gán lại, người ta gán lại cho em thì em mới nhìn thấy đấy. Và bằng cách là gì, xem trạng thái. Đấy. Đây nhé mọi người nhé. Thì đây là cái mà chúng ta vừa thực hiện đúng không mọi người? Và các bạn gần nhìn đến này thì là chúng ta có thể vào cái phần Verybug này đúng không mọi người? Các bạn kích vào đây này. Đấy. Nhìn chưa? Nhìn chưa mọi người? Có thể tạo này, tạo một bug. Sau này giả sử có thể có những cái test cây hoặc là có những cái bug lỗi mà không liên quan đến test cây thì chúng ta tạo bình thường. Đồng ý không?
Tức là chúng ta có thể thực hiện cái việc là tạo bốc lỗi từ test case đúng không? Hoặc là không từ test case. Có những cái bạn phát hiện ra nó không trong nằm trong test case nào, chúng ta vẫn báo bốc được mà. Thì kích vào đây này. Em nhìn chưa? Kích vào đây này. Đồng ý không? Hoặc là có thể tạo từ cái việc là copy này. Đúng không? Có thể có một cái nó tương tự, chúng ta làm nhanh có thể cách này. Đúng rồi. Hoặc là quá trình nhé, quá trình là khi chúng ta phát hiện ra có một cái sau này đấy, nghe đã em ơi, sau này có thể có những cái mà chúng ta phát hiện ra lỗi đấy mà chúng ta thiếu test case, cái test case này rất là thấy rất quan trọng, đồng ý không? Thì có thể chọn là gì, create test case from bug này, nhìn chưa? Đấy, thì đấy là cái mà có thể thực hiện thử nhé. Nếu như ở đây chúng ta có thể báo là gì lỗi. Đấy, đồng ý không? Thì nghe các bạn sai hết cho tôi nhé. Đây này. Đấy, cái này thông tin chắc là có thể là như là tôi chưa vào reset nên là nó có thông tin của tôi đấy. Các bạn nhớ là sai cho tôi nhé. Đồng ý không? Sao các bạn có thể mô tả ở đây. Đồng ý không mọi người? Đấy, và chụp hình. Nó chỉ khác cái việc là cái thằng mà có test cây ấy là nó sẽ có cái bước thực hiện cái đấy. Còn không thì bình thường thì chúng ta có thể tạo ra. Đồng ý không? Sau này cái này ngoài cái việc là test case nó có thể tạo những cái nhiệm vụ hoặc là tức là những cái mà nó liên quan đến cái việc là cái yêu cầu thay đổi của khách hàng ấy, trên request, đồng ý không? Cái này thì trở lại giống như cái mà mô hình trước mà chúng ta trao đổi đấy, mô hình tự nhiên quên rồi, đúng rồi, đấy thì nó có quản lý trong cái này hơi dài đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì nó có những cái đấy, thì các bạn nhìn thấy là nó có thể ngoài cái việc là tạo bớt, nó có thể tạo những cái này để quản lý đó. Thì các bạn thử thực hiện đi, sau đó xem có ok không. Tôi yêu cầu mọi người nhé, sau khi các bạn kiểm thử mà có bị phát sinh lỗi đúng không, thì gán hết lỗi cho tôi nhé. Đồng ý không? Đấy, thì chú ý như vậy. Thực hành thêm. Nhưng mà cái tiếp theo này là cái phần về hướng dẫn viết tài liệu hướng dẫn sử dụng đúng không? Thì nhóm nào ai làm cái gì thì viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cái đấy, đồng ý không? Thì sau khi viết rồi thì bản chất là gì, trong cái phần này thì tức là các bạn nhìn thấy là gì, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái việc là dùng nút bình thường thôi đúng không, để chúng ta thiết kế ok không, hoặc là dùng cái slide guide mà chúng ta vừa hướng dẫn đấy để chúng ta chụp hình, mọi người đồng ý không? Cái này tôi không mở được. Thì đây là cái tài liệu, thì tức là tôi phải có cái file mọi người viết bằng Word được đúng không mọi người? Thì ngoài cái việc là đóng gói thì các bạn đưa đọc ấy, thì chúng ta có thể tôi hướng dẫn mọi người cách chúng ta đóng gói là thành một cái file dạng file là file CSM. Thì cái lợi thế của file này tức là gì? Tức là sau này các bạn có thể đóng thành giống như một cái quyển sách điện tử ấy. Đồng ý không? Đấy thì đúng rồi, ebook thì sau này các bạn có thể tức là không cần phải cài cái gì, cứ để vào Windows nó sẽ chạy được hết. Đúng không? Vì nó dựa trên giống như kiểu nền tảng web mà. Nên là chú ý như vậy. Thì đây là cái phần slide tôi đưa lên rồi nhá. Thì về cách viết thì mà các bạn có thể viết theo cách này. Tức là các bạn bố cục đúng không? Và format như này. Thì chụp hình nhớ là khuyến cáo một số cái như là chụp hình thì giữ nguyên cái hình nhé. Đừng có co cho nó méo, nó rất to rồi nhé. Và đừng lạm dụng cái kiểu như cái mô tả nhé. Cái hình đấy. Nhiều người tức là chụp hình sau đó thì kéo mô tả rất là nhiều, nó dối hình đấy. Mô tả sao nó dễ hiểu nhé em nhé. Và cái menu này, menu thì làm sao mà tức là nó thay đổi cái màu sắc. Ok không? Và tức là cái này thì mọi người biết viết rồi đúng không? Các bạn bố cục một cái tài liệu kiểu như này. Đồng ý không? Thì tôi yêu cầu là gì? Từng nhóm tôi viết, sau đó thì khi được rồi thì gửi lại cho tôi và tôi sẽ đến lúc tôi sẽ yêu cầu là để xem là nhóm nào tốt tôi sẽ chuyển là các bạn sẽ ra một cái tài liệu hoàn chỉnh. Tài liệu rất là hoàn chỉnh. Thì như vậy là vì từ giờ đến cuối tuần các bạn có rất nhiều việc đúng không? Thì cái hướng dẫn tài liệu này thì buổi thứ hai tới thì chưa cần phải gửi luôn đúng không? Nhưng thứ ba tuần tới là sẽ phải gửi để review lại xem nhà. Sau đó có thể thứ tư. Đồng ý chưa? Mọi đồng ý không? Đấy thì chú ý nhé. Và thứ hai có hai, ngoài cái việc là chúng ta sẽ review xem là bất lỗi thì chúng ta một bài kiểm tra trắc nghiệm nữa. Đồng ý không? Rất nhiều việc. Thứ tư thì sẽ có thể nếu mà ok thì hướng dẫn một người đóng gói thì sau đó thì sau buổi đấy thì sẽ có
một bài kiểm tra cuối khóa. Thì thứ ba bọn em gửi đi, đồng ý không? Thì về lịch trình, như vậy là đến hôm nay thì mọi người sẽ có hai cái đầu việc các bạn cần phải thực hiện đúng không? Thứ nhất là gì? Là viết, tức là thực hiện test theo các cái cây mà chúng ta đã tạo ra, đồng ý không? Và nếu có lỗi thì báo bug lỗi và gán cho tôi, đồng ý không? Thứ hai là gì? Là viết tài liệu hướng dẫn sử dụng dựa trên cái file tôi mô tả, tôi hướng dẫn trong cái file này này, cũng như tài liệu tham khảo. Thực ra thì nếu bình thường người ta chỉ cần đây này, tôi chuyển cho mọi người cả cái tài liệu này nhé. Thì đây là cái tài liệu trước mà tôi làm về bên quản lý tài sản nhé. Thì nếu người ta viết, người ta chỉ cần viết như thế nào là ok rồi, người ta in ấn rồi đúng không? Nhưng mà còn chúng ta cần bước nữa là gì? Chúng ta hướng dẫn một người đóng gói lên một cái mẫu, đúng không? Đúng không? Vậy thì để nghe đã, để làm được cái đấy thì các bạn sẽ phải viết giống như vậy đã, cứ viết đi đúng không? Sau đó thì tôi sẽ review xem tình hình nhé, xem các bạn văn hay chữ tốt nhỉ, đồng ý không? Đấy, thì cách làm thì cứ như vậy thôi, thì các bạn nhớ là tôi để lên trong phần tập 8 nữa. Tôi chú ý các bạn để ý nhé, nhỉ? Các bạn phải bố cục này, format các chức năng chính xác và thống nhất, không có chuyện mỗi người một kiểu nhé. Nó không, tức là các bạn hình dung như trước chúng ta viết test case có kinh nghiệm rồi đúng không? Không thể mỗi ông một kiểu được. Cái thứ hai là gì? Các hình minh họa này không quá nhiều. Đấy. Sử dụng không quá nhiều. Các bạn cứ kiểu nhiều người cứ giả sử như nhập thông tin trường này. Đây để tôi mô tả cho mọi người tránh này. Em nghe này. Bảo nhập thông tin đấy. Thì rất nhiều bạn là nhỉ. À nhập thông tin các bạn bôi nhỉ. Nhìn nhá. Các bạn bôi nhỉ. Đấy, xong các bạn mũi tên. Ý là các bạn chỉ, tức là ý là các bạn mô tả là, tức là những cái trường thông tin cần phải nhập. Hiểu ý không? Thì nó rất nhiều, có nhiều bạn mà đi mô tả rất nhiều như thế thì người rất tương đối luôn và nó rất là xấu. Thì chú ý, không thì tôi cũng mô tả thế, tôi cố tình cho nó xấu hẳn đi để cho mọi người nhìn thấy. Đồng ý không? Cái thứ ba đấy là ảnh chụp thì các đừng để nó béo. Nhiều bạn nhìn thấy là bên này nó chưa cân kéo ra thì cái ảnh nó bị vỡ ấy. Đồng ý không? Thì giữ nguyên cái hiện trạng nhé. Cái thứ tư đấy là cái menu ấy, thì làm sao mà tức là phải thống nhất là tô đậm và đổi màu đi. Thứ năm này là nhớ là khi mà mô tả giống như các bạn đầu tiên các bạn đóng vai trò là gì, các bạn đang viết cái chức năng này để cho gì, cho người không biết gì người ta dùng. Nghe này em ơi, tức là giả sử tôi viết thế này, tôi tức là để mô tả cho cái người sao tôi có thể dùng để tôi đào tạo cho khách hàng của tôi, đồng ý không? Thì làm sao mà nêu được cái việc là mỗi chức năng này thì viết là mục đích để làm gì, tại sao đến thời điểm các bạn biết rồi, tại vì các bạn nghiền nó rất là nhiều rồi đúng không? Để viết test case thì chắc chắn là đến thời điểm này các bạn sẽ không có gì xa lạ này. Vậy thì viết lại để mô tả, đồng ý không? Đồng ý chưa mọi người? Là mô tả các bước nếu cần và làm sao mà quá trình mà đừng có miên man nhé, mô tả làm sao ngắn gọn dễ hiểu. Thì đấy là một số chú ý đầu tiên mà khi mà các bạn cần phải viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên quá trình viết sẽ không vấn đề, nhưng cứ viết đi, phải viết đi xem nhà. Thì đây là một số cái đặc biệt chú ý cho tôi nhé. Cái test case thì có thể cái gì test đi test lại em được, vấn đề gì đâu, đồng ý không? Còn khi mà nó phân ra đây để em biết là gì, có bao nhiêu cái test fail này, đấy bao nhiêu test pass này đúng không, và bao nhiêu cái chưa test, thế thôi. Còn có thể test đi test lại được mà, vấn đề gì đâu. Là phần từng nhóm để cho bạn dễ control, được các bạn để xem nó tự nhiên nó hiển thị như này. Chú ý nhá, chắc lại này, trong cái công cụ này có rất nhiều thứ và tôi vừa giới thiệu cho mọi người đấy, kể cả như các bạn nhìn thấy là sau khi mà các bạn đưa nhiều nhé, nhưng phải đưa nhiều đó, thì nó có chức năng filter rất là hay. Đấy, nó có thể lọc rất nhiều thứ, thì tôi giới thiệu luôn để mọi người, vì sau khi các bạn thực hiện đấy thì thấy nhiều thông tin rồi thì bắt đầu tìm hiểu nó đi. Thì các bạn sau này khi các em đi làm ấy thì chắc chắn là một điều là gì, là một người sẽ luôn luôn phải tìm hiểu những cái tool đấy đúng không? Thường cũng không quá nhiều, vì thường nếu mà vào công ty thì chỉ một vài tool, hoặc là nếu mà làm cái kiểu lao chuột thì mình thay đổi chứ không thì có một đơn vị, tức là họ sẽ thấy cái gì mà nó thiết thực với họ đấy thì họ sẽ dùng luôn, sau đó thì họ nâng cấp nó dần. Đấy, nhưng mà vấn đề của chúng ta thì cái việc là tôi nghĩ là với các bạn thì nó không khó ấy. Thế nên dành thời gian thì mình phải dành thời gian mình tìm hiểu, sau đó mình mày mò trong đấy thì mình mới thấy là có vấn đề cơ, có vấn đề thì lại hỏi, đồng ý không? Đấy, thì còn cách thức thì mọi người hiểu rồi,
bây giờ thì các bạn thực hiện thôi. Như vậy là các bạn nhìn thấy là rõ ràng chúng ta đang đi đúng theo cái quy trình thực hiện test của chúng ta trước đúng không? Từ cái việc chúng ta viết test cây này, đấy chúng ta gì viết test cây, chúng ta báo mức lỗi, à chúng ta thực hiện và chúng ta báo mức lỗi đầy đủ như vậy, ok không? Tôi cũng có nốt đấy. Thống kê này em nhìn đây, vào đây em đã thống kê được đây này. Ừ, em vào đây, mình thống kê, em thống kê em báo được mỗi mỗi tối em về cái gì, thống kê hết ở đây không? Nó thống kê hết ở đây thì em.